Mến chào quý cô chú anh chị đến vườn mai xuân lê của em ngày hôm nay ha. Thì hôm nay cũng như thường lệ em lên 25 tác phẩm để gửi đến quý cô chú anh chị. Thì đa phần là những tác phẩm giá cũng vừa túi tiền thôi, mềm mềm để cho quý cô chú anh chị mình vào dịp chơi Tết này ha. Thì em xin nhắc lại địa chỉ vườn nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Và số điện thoại liên hệ với em Zalo là 0356 731 116 ạ. Dạ, nếu mà Zalo em có bị đầy kết bạn thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại luôn nha. Rồi, thì mở đầu video clip ngày hôm nay thì em cũng xin giới thiệu đây là một cây linh sam song hình nha. Đây, linh sam song hình xin nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó đã cực kỳ già rồi, cây này dáng bay nè quý cô chú anh chị. Cốt chi rất là già ha, phơm tàn thì định hình, đang cho bông đầy cây luôn. Em đặt là mã 1K nha quý cô chú anh chị. Rồi, em xin phép đo kích thước. Hoành ở đây của nó là 33, hoành 33. Chiều cao là 50. Tán ngang là 84. Mã 1K này em xin Zalo với giá là 3,2 triệu nha. 3,2 triệu em bao ship cả chậu luôn cho cây này. Cây này cái form nó đẹp dữ lắm nha quý chú anh chị. Đang bông trên cây luôn, đang lên nụ bông luôn á. Đường thân co lắc nha, thuần chậu. Linh sam song hình. Rồi, tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 2K ha. 2K thì cây này là dáng trực lắc nha quý chú anh chị. Cây này thì nó rất là, nói chung là co lắc nó rất là đẹp ha, nhìn khéo cây dữ lắm. Lắc khến nè. Nó những cái đường khến của nó nè, nhìn rất là viên cây ha, phơm tàn mịn hàng thuần chậu. 2K cũng là linh sam song hình. Rồi em xin phép ra kích thước cây mã 2K nha. Hoành là 39. Chiều cao là 62. Tán ngang là 90. 2K em xin Zalo với giá là 3,8 triệu. Em bao ship cả chậu nha. 3,8 triệu bao ship cả chậu. Cây này bự mà đẹp, khéo cây lắm nè quý cô chú anh chị. Cây này đẹp nha. Rồi tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 3K. Là một em ổi tàu nha quý chú anh chị. Đang trái đầy cây luôn. Trái rất là nhiều ha. Đường thân co lắc, dặn thân nè, rất là khéo cây ha. Đó. Cây ổi tàu này nói chung á là nó cây dáng trực mà nó lắc cái viên cây khéo cây lắm nha quý chú anh chị. Thì cái cây này do cái form nó hơi lớn tàn nên cái giá nó hơi cao hơn những cái cây kia. Thì đặc biệt thì nó bù lại trái nó cũng nhiều, cây đường thân cũng khéo nha. Cái này lên cái chậu bự, chậu này cũng 300 mấy thôi. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 15. Chiều cao là 65. Tán ngang là 83. 3K này em xin Zalo với giá 1,9 triệu. Em bao ship cả chậu cho cây ổi tàu này nha. 1,9 triệu bao ship cả chậu. Cây này nặng ship lắm nha quý chú anh chị. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây 4K. 4K thì cũng là một cây ổi tàu ha. Cây này cũng dáng trực nè. Hôm nay em lên đa dạng nhiều cái mẫu ổi tàu cho quý cô chú anh chị mình về lựa nha. Tại vì cái dịp Tết này mình chơi ổi tàu nó trái nó đẹp lắm nha quý chú anh chị. Nè trái quá trời nè, thấy không? Cây này cũng trái nè, đường thân nè. Già lắm. Hàng thuần chậu nha. Rồi em xin phép đo kích thước cây này. Hoành là 17. Chiều cao 62. Tán ngang 73. 4K này em xin Zalo với giá là 1,6 triệu nha. 1,6 triệu cho cây ổi tàu này. 4K. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 5K. 5K là một em me chua ha. Em me chua đường thân nè. Đó, cũ quái, cây cực kỳ già luôn. Tại vì khách hỏi em me chua nhiều nên hôm nay em mới lên me chua nha. Đó,
Thì mấy cây mai chua này của em là hàng loại lớn nha quý cô chú anh chị. Cái này là một người ginh rất là mệt luôn, chứ đừng nói chi mấy cây nhỏ nhỏ nha. Cái này hàng loại lớn, cốt chi già ha, thơm tàn mịn. Rồi em xin phép đo kích thước ha. Hoành là 44. Chiều cao là 62. Tán ngang 89. 5k. Em Zalo với giá 3,2 triệu. Em bao ship cả chậu nha. 3,2 triệu bao ship cả chậu. Mấy cây này em nói thiệt, cái cây này về là cái đường thân nó khéo lắm. Nhìn là về mình chơi vừa ý luôn không quý cô chú anh chị. Này lụa không. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 6K ha. 6K là cũng là một em Linh Sam Song Hinh Jin. Cây đang lên đầu bông đầy cây hết. Cốt chi già ha, dáng bay. Nè, cây này là nuôi mấy cái cốt chi là toàn là mấy năm trời không nào quý cô chú anh chị. Nên nó già dữ lắm, hàng thuần chậu nha. Bán thì bao ship cả chậu. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành là 39 nha. Hoành 39. Chiều cao là 46. Tán ngang 82. 6K. Em xin Zalo với giá là 3,2 triệu nha. 3,2 triệu. Em bao ship cả chậu luôn. 6K. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 7K. Cũng là một cây Linh Sam Song Hinh Jin. Đây cây này cái đường thân nè, cây này dáng bay đường thân quái nè quý cô chú anh chị. Ở đây nó có cái co ha, lạ ha. Đó, cũng là Linh Sam Song Hinh Jin. Hôm nay lên Linh Sam nhiều luôn cho quý cô chú anh chị mình có dịp mình lựa ha. Mấy cây này đường thân khéo, hàng loại lớn không đó quý cô chú anh chị. Hàng thuần chậu. Rồi em xin phép đo kích thước ha. Hoành cũ ở đây là 38. Cái hết đế nó nhiều, hết đế là 54. Cao là 44. Tán ngang là 78. 7K. Em Zalo với giá 3 triệu bao ship cả chậu luôn nha. Cây này 3 triệu bao ship cả chậu mà 7K. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu 8K là một em Kiều Hồng nha. Kiều Hồng thì là hoa nở về đêm, cái bông của nó màu hồng nha quý chú anh chị. Nó bông giống như cây điệp lào nhưng mà nó màu hồng. Nó đang lên một cái nụ bông ha. Đâu hồi nãy em thấy nè, đây. Đang lên nụ bông nè ha. Đó. Còn cái cây thì củ đế thì rất là già ha, quái cuộn, hàng thuần chậu. Rồi, em xin phép đo kích thước cây này ha. Hoành cũ ở đây là 55. Hoành thân trên này là 25. Chiều cao 57. Tán ngang 70. 8K. Em Zalo với giá là 2,8 triệu. Em bao ship cả chậu cho em Kiều Hùng này nha. 2,8 triệu bao ship cả chậu cho cây Kiều Hùng này. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 9K. Là một em ổi tàu đây. Ổi tàu, cây này cái dáng trực ha. Cây này dáng trực. Trời ơi, cây này bông quá chừng luôn quý cô chú anh chị ơi. Bông lên quá trời lên cây luôn. Cây này mình mua về mình chơi Tết được nè quý cô chú anh chị. Ngon lành cành đào luôn. Tại vì nó quá trời bông luôn. Còn cái đường thân của nó nè, nó đánh nè. Nè, nó. Nó đánh vô một cái nữa mới đánh lên nha quý cô chú anh chị. Cây này đường thân cũng đẹp nữa. Nói chung là đủ tiêu chuẩn nha. Rồi, em xin phép đo kích thước cây mã 9K ổi tàu. Hoành là 15. Chiều cao là 49. Tán ngang là 90. Tán ngang 90. Thiền ship dữ không? Đóng cái thùng cũng bự nữa đó. 9K, em Zalo với giá chỉ 1,3 triệu thôi. 1,3 triệu bao ship cả chậu luôn. Cây này là xuất sắc, quá trời bông luôn. Về nhìn là ghiền. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 10K. 10K. Dạ. Yeah. Đẩy xuống cái giò.
cái cây này nó có cái cục đất đó quý chú chị, nên nó hả nó nặng ghê luôn á. Cây này cái dáng cực lắc ha, nó dập dò luôn, dáng trực lắc. Cây này liền thẹo hết luôn rồi, cốt chi cực kỳ già luôn, phơm tàn thì mịn, hàng thuần chậu ha. Để em coi á, em nghiên cứu nó lên bông chưa. Cây đang có bông nha quý chú anh chị, lên đầu bông, đang lên đầu bông nhưng mà ít nha, ít hơn cái cây hồi nãy nhiều, nhưng mà có lên đầu bông nha. Tại vì nó cái đọt nó còn non á, nó già nó mới ra, nó mới lú cái đầu bông nhiều. Hoành là 13, chiều cao là 48, tán ngang là 92. 10k em giao lưu với giá chỉ 1.2 triệu thôi nha, 1.2 triệu em bao ship cả chậu luôn. Cây này nó già mà nó không còn thẹo luôn đó quý chú anh chị. Ê, mỗi cây nó mỗi nét ha, nó được cái này cái nó có cái kia ha, mất cái này nó cũng có cái khác lại. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 11k ha. Mười một k là một em siro nha, siro dáng cây này cái dáng hắt đổ nè quý chú anh chị. Về á mình vô cái chậu ống cao hơn ha, cho nó đẹp, cho nó sâu sâu xuống cho nó đổ xuống nó đẹp. Ai da, ơi gai đậm cái mình chết. Cây này thì vừa cho hoa vừa cho trái ha, củ đế thì quái già. Em còn có ở vườn còn đúng 3 cây thôi à, là hết hàng nha. Nên có gì mua ủng hộ giùm em, bán giảm giá rồi đó. Hoành cũ ở đây là 32, chiều cao là 35, tán đổ từ đỉnh đến ngọn là 37, tán ngang là 40. 11k em giao lưu với giá chỉ 1.3 triệu thôi nha, 1.3 triệu em bao ship cả chậu. Cây phơm tàn mịn luôn, 1.3 triệu em bao ship cả chậu. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 12k. Là một cây ổi tàu ha. Ôi cây này bông quá chừng luôn quý cô chú anh chị ơi, bông nhiều lắm nha, rất là nhiều bông nè. Nãy quẹt cái nó bị ấy tàn, dãnh tàn đó, bông rất là nhiều, đang lên là nụ bông đầy hết nè. Ở đây nè cho quý cô chú anh chị mình thấy nè, nó thấy không, thấy bông không, thì chỗ chỉ ở đây thôi nó đã 3 cái bông mà vòng vòng ở đây là bông nhóc luôn nè. Nè cây này bông rất là nhiều ha, đường thân cũng đẹp nè, đường thân co lắc nữa ha, phơm tàn mịn, hàng thuần chậu. Rồi em xin phép đo kích thước ổi tàu mã 12k. Hoành là 15, chiều cao là 49, tán ngang là 79. 12k này em xin Zalo với giá chỉ 1 triệu thôi nha, 1 triệu em bao ship cả chậu luôn. Cây này giá 1 triệu là rẻ lắm nha quý chú anh chị, tại vì nó bông trái, cây đường thân lắc khéo, cực kỳ già ha, phơm tàn cũng mịn nữa, bán thì bao chậu bao ship. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 13k. Cận cây lên cho nó hết luôn nha quý chú anh chị, ninh xăm trắng. Cây này thì đường thân nè, bay ra phơm tàn mịn, hàng phần chậu. Cây này đẹp nè quý chú anh chị ơi, mua về để bàn, đang có bông trên cây luôn. Mấy cái loại này nó xiên bông, nó siêu bông á, nó xiên bông dữ lắm. Đế nở cũ, sao làm gì nó chinh chinh vậy ta. Rồi em xin phép đo kích thước ninh xăm trắng. Hoành ở đây là 22, chiều cao là 35, tán hết tán là 65,
13k, em Zalo với giá 1.6.000, em bao ship cả chậu ha. 1.6.000 mã 13k, bao ship cả chậu luôn. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 14k. Mười bốn k là ổi mini gọn gọn nè quý cô chú anh chị. Cây này giá mềm mềm vừa túi tiền. Cây này nó lắc đó, đường thân lắc ha, phơm tàn mịn, hàng thuần chậu nha. Rồi em xin phép đo kích thước cây ổi tàu này ha, lắc đẹp ghê. Cây này nhìn nó không cao đẹp, cây này có bông trên cây luôn nha quý cô chú anh chị. Hoành là 16, chiều cao là 52, tán ngang là 69. 14k em Zalo với giá chỉ 900.000 thôi nha, 900.000 em bao ship cả chậu luôn. 14k cây này đẹp nè quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 15k. Cây nào cũng nói đẹp hết trơn mà tại cái đường thân lắc đẹp, đẹp mà đẹp đẹp theo cái giá tiền thôi nha, chứ không phải đẹp so với người ta nha quý chú anh chị. So với người ta chết em ạ. À. Rồi, đây là một cây mẫu đơn đỏ nha. Hàng loại lớn. Cây cực kỳ già ha. Nhìn nó nổi nu cớm vậy là biết nó già cỡ nào rồi. Đế nè. Đế nở cũ ha. Phơm tàn mịn, đang cho bông trên cây luôn. Bông trái. Đó. Cốt chi già. Rồi em xin phép đo kích thước cây mẫu đơn đỏ này nha. 15k. Hoành thân ở đây là 17. Để em đo cái bệ đế cho nó nhiều. Cây này cái bệ đế nó xệ mà nó... Cái nè. Bệ đế là 32 nè quý cô chú anh chị. Chiều cao là 30. Tán ngang là 35. 15k em Zalo với giá 2.500.000, em bao ship cả chậu nha. 2.500.000 cho cây này. 15k. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây 16k nha. Mười sáu k là một em siro, dáng bay, phơm tàn mịn, hàng thuần chậu. Cây này bán rẻ 700.000 thôi nha quý cô chú anh chị. Đang lên tược xung cây. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành là 23, chiều cao 30, tán ngang 45. 16k em Zalo giá 700.000 nha. 16k giá 700, bao ship cả chậu. Chuyên nghiệp quá ha, có một tay. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 17k. Tay chống nạnh. Đâu ai thấy được cây 17k. Đây. Ôi, cây 17k nó đẹp. Nó đẹp mà nó rẻ nữa nè. Cây này em bán chỉ 800.000 thôi nha quý cô chú anh chị. 800.000 mà đường thân nó múa như múa lân vậy đó chú anh chị. Con nó đẹp ghê không? Cây già lắm nha, hàng thuần chậu nữa. Rồi, em xin phép đo kích thước cây mã 17k ổi tàu nha. Hoành là 15. Chiều cao là 48. Tán ngang là 72. 17k giá 800.000 em bao ship cả chậu nha. 17k giá 800, bao ship cả chậu. Đường thân, trời ơi, này giống trái tim. Nhìn giống trái tim quá ha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 18k. Mười tám k là một cây mini gọn cây thôi, hàng thuần chậu luôn đó, dáng trực lắc đó, đánh ra phơm tàn mịn, hàng thuần chậu. Rồi tiếp theo em xin phép đo kích thước cây mã 18k ổi tàu này nha.
Hoành là 15, chiều cao là 39, tán ngang là 62, 18k. Em Zalo giá 700.000, em bao ship cả chậu nha. Cây này mà bán 700.000 là nói thiệt em lấy chỉ có 300 gì á, 300, 300 mấy. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 19k. Bán mà giá mềm dữ dằn luôn. Đây, 19k siro. Nói chứ bán để lấy vốn là hơi quý chú anh chị. Đây, mấy cây này lúc đầu cũng có bán rồi, nhưng mà nào ngay tình thiệt càng muốn bán cho nhanh ra hàng cho nó hết hàng. Rồi, tiếp theo là một cây siro ha. Cây này thì cái đường thân thì nó bự ha. Đế nở cũ nè. Phơm tàn mịn hết cây, đang sung cây luôn. Siro. Cây siro thì vừa cho hoa vừa cho trái thì quý cô chú anh chị mình biết rồi ha. Rồi, em xin phép đo kích thước cây này. 19k. Hoành là 22. Chiều cao là 29. Tán ngang là 55. 19k giá 800 bao ship cả chậu. 800 bao ship cả chậu luôn. Còn có 3 cây rồi nha quý chú anh chị là hết luôn á. 3 cây trên clip này là hết siro á. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 20k. Đây, 20k. Ơi, 20k cây đường thân cũng đẹp quá. 20k là một cây ổi tàu ha. Đó. Cái đường thân thì quý cô chú anh chị mình thấy đó, nó lắc nè. Lắc sắn ốc luôn. Đây nè. Trời ơi nó đánh. Phơm tàn thì mịn rồi. Đang coi có bông không? Đang có bông trên cây luôn. Hàng thuần chậu. Ổi tàu 20k. Rồi, em xin phép đo kích thước. Hoành là 12. Chiều cao 45. Cây này bông quá chừng luôn. Tán ngang là 72. 20k giá 1.1 triệu, em bao ship cả chậu nha. 20k giá 1.1 triệu bao ship cả chậu. Cây này là bông quá chừng luôn nha quý chú anh chị. Nãy nhìn kỹ lại thấy bông nhóc luôn nè. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 21k ha. Lắc 3D luôn nè. Đó. Quý cô chú anh chị thấy thích cái hàng phong cao nè, đường thân lắc như vậy thoát thân thì lấy cây này về. Cây này đế cũng nở nở nè. Phơm tàn thì mịn luôn. Hàng thuần chậu. Ổi tàu. Cây này lắc cái thân đẹp quá quý chú anh chị ơi. Rồi, em xin phép đo kích thước nha. Hoành là 18. Chiều cao là 57. Tán ngang là 70. 21k giá 1.4 triệu, em bao ship cả chậu. 21k giá 1.4 triệu, em bao ship cả chậu nha. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 22k. Là một cây mẫu đơn đỏ ha, cây lùng đế lết ha, phơm tàn đầy bông luôn, hàng thuần chậu, dữ thiệt chứ, cây bông quá chừng luôn, đẹp quá. Rồi em xin phép đo kích thước nha. Hoành đế của nó là 31. Hoành thân ở đây là 15. 22k em Zalo với giá 2 triệu nha. 2 triệu em bao ship cả chậu. Cốt chi già. 2 triệu bao ship cả chậu cho cây mẫu đơn đỏ này ha. Quá trời bông luôn. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 23k. Là một em ổi tàu dáng bay ha, đường thân lắc nè, quyện nè,
Ổi cây này cái dáng lạ lạ nha quý chú anh chị. Nhìn nó khéo ha. Này giống như dáng siêu giống quyền gì á quý chú anh chị ơi. Để em coi cho nó có bông không cái. Cây này hình như là chưa có bông thì phải ạ. Cây này chưa có bông nha. Mà đường thân nó lạ quá. Mấy cây này đưa vô tiểu cảnh thì vậy lạ lạ nè, nhìn đẹp nè. Hoành ở đây là 25. Chiều cao là 50. Tán ngang là 55. 23k, giá 1,2 triệu em bao ship cả chậu nha. Cây này 1,2 triệu là rẻ lắm nha quý chú anh chị. Chứ chứ mấy cây mà bự bự về mà bán giá bao ship mà cả chậu luôn mà vậy là rẻ cực kỳ luôn á. 23k giá 1,3 triệu. 1,3 triệu nha. 1,3 triệu bao ship cả chậu. Nãy em nói lộn, 1,3 triệu nha quý chú anh chị. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây 24k. Là một em dáng bay nha. Nè, cái đường thân nè. Lắc nè, bay ra. Cây đang có bông luôn nè quý chú anh chị. Bông mà nó bông từ trong thân luôn nè. Nè. Bông nè. Cây đang cho bông trên cây. Dáng bay, đường thân lắc quyện. Phơm tàn mịn, hàng thuần chậu, ổi tàu. Rồi, em xin phép đo kích thước 24k. Hoành là 15. Chiều cao là 47. Tán ngang là 62. 24k em Zalo với giá chỉ 1 triệu thôi nha. 1 triệu em bao ship cả chậu luôn. 24k giá 1 triệu, ổi tàu. Rồi, tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 25k. Ôi, cây 25k là cây đẹp nè. Trời ơi, cái dáng hắc đổ nè quý chú anh chị ơi. Về mình đổi qua chậu ống nha quý chú anh chị. Ôi, đường thân nó lộn nè. Cây này mình lên cái chậu ống đẹp lắm nè. Cây này hõm hết chậu mới vô mấy cái chậu gì. Cái thực chất nó là phải vô cái chậu ống là mới xứng đáng. Mà về qua chậu ống thì cũng đừng có sắt rễ cắt bầu giùm em nha. Tịnh qua thôi chứ đừng có sắt rễ cắt bầu nha quý chú anh chị. Giờ thời tiết nó lạnh với lại ổi nó cũng khó chịu cái bộ rễ lắm. Nên mình đừng có động tới rễ nó nhiều. Rồi, em xin phép đo kích thước ha. Hoành là 16. Chiều cao là 40. Tán đổ từ đỉnh đến ngọn là 46. Tán ngang là 60, 25k giá 1,4 triệu. 1,4 triệu bao ship cả chậu luôn. 25k giá 1,4 triệu bao ship cả chậu. Rồi, thì hai mã 25k cũng kết thúc video clip của em ngày hôm nay. Thì mọi chi tiết quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo hoặc số điện thoại là 0356 731 116 nha. Rồi em xin cảm ơn và em xin chào tạm biệt ạ.